sẽ bị xử lý hình sự nếu sách nhiễu doanh nghiệp. Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đưa ra dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để lấy ý kiến công luận, trong đó quy định rất rõ nghiêm cấm mọi hành vi phân biệt đối xử, sách nhiễu gây khó khăn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nếu để vi phạm, nặng nhất có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Dự thảo của Bộ Khoa học và Đầu tư chỉ rõ nghiêm cấm cơ quan, tổ chức ban hành quy định phân biệt đối xử về điều kiện kinh doanh, thực hiện thủ tục hành chính, tiếp cận các nguồn lực dựa trên các tiêu chí về quy mô kinh doanh, trừ khi các quy định này được luật quy định có hành vi phân biệt đối xử, sách nhiễu gây khó khăn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc không thực thi công vụ theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, luật quy định rõ về chế tài xử phạt vi phạm là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Theo quy định, dự thảo luật này sẽ được lấy ý kiến hoàn thiện để trình ra kỳ họp Quốc hội dự kiến vào tháng 7 năm 2016. Ban soạn thảo cho hay nếu được thông qua, ước tính sẽ có khoảng 550.000 bộ phận doanh nghiệp nói trên được hưởng lợi. Ông Hồ Sĩ Hùng, Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp thuộc Bộ Khoa học và Đầu tư, đại diện đơn vị chủ trì soạn thảo luật này cho hay dự thảo đưa ra các chính sách cụ thể để hỗ trợ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ bởi khu vực này đang có sự ảnh hưởng lớn đối với nền kinh tế, song đang gặp nhiều khó khăn về tiếp cận vốn, khó khăn trong hoạt động liên quan đến cơ chế chính sách. Bên cạnh các phương án trên, Bộ Khoa học và Đầu tư dự kiến sẽ xây dựng phương án hỗ trợ 5% thuế suất thu nhập doanh nghiệp so với mức thuế phổ thông trong thời hạn tối đa 5 năm kể từ ngày doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài các quy định trên, Bộ dự kiến sẽ hỗ trợ 70% chi phí mặt bằng sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đánh giá bước đầu về mục tiêu, mục đích của dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhiều chuyên gia kinh tế đồng ý về một số nội dung, yêu cầu cũng như cơ chế ràng buộc đối với các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương, đồng thời khẳng định đây sẽ là quy định bảo vệ các doanh nghiệp làm ăn chân chính, bởi trong thời gian vừa qua đã có nhiều hành vi chính sách của cơ quan quản lý đưa ra gây thiệt hại cho doanh nghiệp nhưng vẫn không bị xử lý bồi thường. Hiện theo thống kê, các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97% số doanh nghiệp tại Việt Nam, đóng góp khoảng 45% vào GDP, 31% vào tổng thu ngân sách mỗi năm. Đồng thời, khu vực này cũng đóng góp gần 50% vào tốc độ tăng trưởng kinh tế quốc gia hàng năm và đang tạo ra 51% tổng việc làm của nước ta. Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ thu hưởng chính sách trong dự thảo là doanh nghiệp có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề không vượt quá 100 tỷ đồng hoặc lao động trung bình bình quân năm của năm trước liền kề không quá 300 người.